Xin chào khán giả của ship.vn. Video này chúng tôi sẽ quay lại cái cảnh mà kiểm tra một kiện hàng của một vị khách tại thành phố Hồ Chí Minh đã nhờ ship mua hộ. Cái này đặt trực tiếp trên website của ship.vn. Đây, sau đây là cái kênh thông tin liên lạc của ship.vn. Kiện hàng này được đặt và được về khá là lâu, nó mất khoảng 2 tháng trời luôn. Tức là một số kiện hàng nó bị lâu. Kiện này vị khách đặt 27 tháng 12, tuy nhiên tới ngày 6 tháng 1 cái seller người bên Mỹ người ta mới ship. Đây là cái ngày 6 tháng 1 năm 2021 thì đến Việt Nam là hôm nay là ngày 29 tháng 2, là nó mất gần hơn 2 tháng 1 ngày, khá là lâu. Kiện hàng này được chúng tôi mua từ seller rất là quen thuộc có tên là Yomasop tại Brooklyn, New York. Thì ship về kho của ship là ở Cali. Đây số check-in nội địa Mỹ của hãng USPS, còn được gọi là Bưu điện Mỹ. Thì chúng tôi sẽ mở ra kiểm tra trước khi mà đóng gói lại và bàn giao cho hãng vận chuyển nội địa Việt Nam mà ship đang sử dụng là giao hàng tiết kiệm, để vận chuyển đến tận nhà của khách hàng luôn. Sẵn tiện chúng tôi quay lại để cho các bạn nào quan tâm mẫu đồng hồ này thì các bạn có được những cái góc quay rất là chi tiết và cận cảnh. Đây, cái kiện hàng được mua lúc ở Mỹ là có giá là 207.95 đô. Thì seller có tên là Yomasop. Seller này khá là mạnh ở Mỹ. Các bạn search trên Google đa số là các bạn sẽ thấy cái website của seller này. Đây là chiếc box của Tissot màu trắng. Các bạn chờ tí để chúng tôi đeo bao tay vào. Đây là một chiếc đồng hồ có đường. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ nói cho các bạn trong khi mà lấy chiếc đồng hồ ra cho nó phù hợp. Đây, bên ngoài nó là chiếc bóc của Tissot rất là quen thuộc. Bên trong là một chiếc bóc màu đỏ. Phía sau nó sẽ có hai quyển sổ. Đây, như là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Tissot Rennesler. Chiếc đồng hồ này bên ngoài nó có mấu quấn một cái lớp siêu. Chúng tôi sẽ tạm tháo lớp siêu này ra. Lớp siêu này là lớp siêu nhựa thôi, nó không có chất dính nên chúng ta tạm tháo ra được để kiểm tra coi nó có bị trầy xước gì hay không. Đó, các bạn thấy mới 100%, không có bị trầy xước gì hết. Đó, đây là một chiếc đồng hồ có mặt số là màu xanh đậm, nên khi mà quay trên video này nè, các bạn nhìn trực diện các bạn cảm giác nó như màu đen, còn chứ bạn nhìn nghiêng các bạn thấy nó sẽ có màu xanh nè. Đó, còn ra sáng thì các bạn sẽ nhìn thấy màu xanh có nét hơn, do nó có màu xanh nhưng mà theo tông đậm đó, nên các bạn nhìn trực diện thì nó giống như màu đen vậy. Trên mặt số thì nó có cái hiệu ứng sunburst, tức là cái hiệu ứng tia nắng á, từ trung tâm nó tỏ ra rất là nhiều tia, nó làm cho cái mặt số trở nên bắt mắt hơn so với những cái mặt số trơn, và nó làm tăng cái giá trị mà của chiếc đồng hồ lên. Tại vì làm cái mặt số như thế này nó sẽ tốn công hơn so với làm cái một cái mặt số màu xanh trơn đơn giản. Đây, còn trên đây là có ba kim, kim giờ, kim phút và kim giây. Kim giờ và kim phút thì được phủ một cái lớp dạ quang màu trắng. Đây là một mẫu đồng hồ có phong cách thể thao. Đa số những mẫu đồng hồ có phong cách thể thao người ta sẽ phủ cái lớp dạ quang lên. Tại vì chúng ta thường hay đi ngoài trời hay là đi những cái điều kiện ban đêm á, trời thiếu sáng giúp chúng ta xem giờ dễ dàng hơn. Với lại cây kim này nó không có bị hòa lẫn màu mặt số nữa. Nếu mà cái cây kim này không có phủ cái lớp dạ quang á, đối với những mẫu đồng hồ classic á, những mẫu đồng hồ được dạng đeo ở văn phòng á, thì cái kim nó thường không có phủ lớp dạ quang, thì khi đó cái kim nó dễ lẫn vào trong cái mặt số, làm cho chúng ta khó nhìn cái kim. Cái kim này nó phủ cái lớp dạ quang màu trắng lên giúp chúng ta nhìn cái kim nó dễ dàng hơn. Thì mà khi mà phủ cái lớp dạ quang này thì đồng hồ nó sẽ có phong cách thể thao hơn, nó không còn cái phong cách cổ điển nữa. Tuy nhiên ở đây nó vẫn giữ lại một chút gì đó cái phong cách cổ điển, nhờ vào cọc số nè, thiết kế đơn giản. Những mẫu đồng hồ mà có phong cách cổ điển người ta thiết kế rất là tối giản, nó không có nhiều cái chi tiết giống như những mẫu đồng hồ Casio hầm hố và nhiều cái mặt số bên trong, nhiều cọc số nhìn nó hiện đại. Còn những mẫu đồng hồ phong cách classic là nó thiết kế rất là tối giản. Đây, bên hông là được đánh bóng nấm chỉnh thì cũng dạng vừa phải, những bánh răng rất là nhuyễn, nó mang lại nét thanh lịch tổng thể cho chiếc đồng hồ. Cọc số thì kiểu số là Arabic từ 1 cho tới 12, bên ngoài nó là những cái vạch chì dây. Đây là một mẫu đồng hồ pin có giá khoảng hơn 5 triệu thôi. Khi mà mua về tận tay luôn, nó khoảng hơn 5 triệu. Đây là cái thẻ tag với mã nè. Các bạn có thể gõ cái mã sản phẩm này vào trong ô tìm kiếm của website là T116410114070. Nếu mà các bạn gõ nguyên cái dãy mã đầy đủ mã hết thì nó sẽ ra đúng đúng mẫu đồng hồ này.
Còn nếu mà các bạn gõ T116 410 thôi á thì nó sẽ ra tất cả những cái màu của cái mẫu đồng hồ của cái bộ sưu tập này. Bộ sưu tập này nó có nhiều màu, nếu mà các bạn chỉ gõ 6 6 cái mã đầu, 6 cái số đầu hoặc là 3 số đầu thôi, nó sẽ ra nhiều màu hơn. Đó, tức là cái mã đầu là cái mã của cái bộ sưu tập, còn cái mã thứ hai là cái mã có thể là cái một cái nhánh nào đó trong một sưu tập. Đó, còn phía sau nó là nó quy định về màu sắc và loại dây, rất là nhiều thứ. Nhưng mà các bạn gõ mã đầu thôi thì nó sẽ ra được nhiều cái màu hơn để các bạn lựa dễ hơn. Còn nếu mà các bạn muốn tìm đúng đúng cái mẫu này á thì các bạn phải gõ đầy đủ luôn, đầy đủ mã và đã gõ chính xác thì nó sẽ ra đúng cái mẫu này để các bạn xem lại thông số và giá bán xem nó lẻ hơn. À, về phần dây, dây đây là có 3 mắt. Ở giữa nó có mắt mắt to nhất, ở giữa là được đánh phai xước, hai mắt bên hông là được đánh bóng. Đó, nó để nó tạo điểm nhấn cho nhau. Đây là một mẫu đồng hồ có phong cách thể thao nên nó sử dụng kỹ thuật chế tác là đánh phai xước trên dây để mang cho cái sợi dây nó cảm giác lì lợm và ngầu hơn. Bên cạnh đó vẫn có một cái chút nét đánh bóng, tức là cái mẫu đồng hồ này nó kết hợp giữa cái phong cách classic và những cái phong cách thể thao. Đây là cái khóa bấm một lần gấp, nó gấp từ một đầu nên gọi là khóa bấm một lần gấp, và nó có hỗ trợ nút bấm giúp chúng ta bật lên rất là dễ dàng. Đây là phần mặt sau. Mặt sau góc 12 giờ là tên thương hiệu Tissot. Cái bao gồm các thông số Sapphire, hầu như Sapphire Crystal, hầu như tất cả chiếc đồng hồ Tissot họ đều trang bị kính Sapphire. Những mẫu đồng hồ cao cấp hơn thì nó sẽ phủ thêm cái lớp chống chói. Còn gọi là nó sẽ có cái thông số là non relic steel. Ở đây nó chỉ có là Sapphire thôi. Chưa hết là viết tắt của Sapphire nè. UL đây là cái máy pin, còn 13 là khả năng chống nước 13. ST steel tức là stainless steel. Đây, mặt sau nó có thông số stainless steel nè, 13 nè, water resistant sapphire. Còn ở trung tâm nó là cái serial number 9 ký tự. Ở dưới đây nó cũng có cái serial là 9 ký tự nè, hai cái này nó sẽ giống nhau, 4VE ở dưới đây cũng 4VE nè. Cái dưới đây là nó sẽ phun mờ trên mặt trên cái lớp thép luôn, trên mặt sau. Còn trên đây là chỉ là cái seal thôi, seal nó dán lên. Trên thẻ tag nó cũng có lại cái serial number đó, có bao gồm 9 ký tự. Đây giống như là cái mã định danh của chiếc đồng hồ, nó giống với chứng minh nhân dân của chúng ta vậy. Mọi người sẽ có một cái chứng minh nhân dân để phân biệt với nhau. Thì những chiếc đồng hồ này sẽ có cái mã định danh để nó phân biệt với nhau. Đó là tất cả những cái thông số và những cái góc quay về mẫu đồng hồ này. Mình sẽ quay lại để chia sẻ với các bạn nào đang quan tâm. Đó, các bạn có thể xem được rất là nhiều góc. Mặt ngoài nấm chỉnh nè, nó có dập nổi cái chữ T của Tissot, chữ cái đầu tiên của Tissot. Rồi, luôn luôn ở cuối phần video chúng tôi đều có đính kèm một cái đường dẫn sản phẩm, hoặc là các bạn có thể gõ mã sản phẩm thì các bạn tìm nó dễ dàng hơn. Các bạn chỉ cần gõ T116410 vào ô tìm kiếm của siteship.vn á, các bạn sẽ tìm lại được cái thông số của mẫu này và giá bán luôn, và cái tình trạng còn hàng ở Mỹ hay không. Những mẫu nào mà nó ghi hết hàng là không đặt được nữa, mẫu nào nó ghi mà vận chuyển kèm thời gian á, thì thời gian thì nó sẽ có thay đổi mỗi lúc, có lúc thì 3 đến 5 tuần, có lúc 4 đến 6 tuần. Cái nào mà nó ghi vận chuyển bao nhiêu kèm thời gian á, thì lúc đó còn mua được tại Mỹ. Còn những mẫu nào mà nó có sẵn, chúng tôi nhập sẵn thì sẽ ghi là có sẵn ở tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là có sẵn tại Hà Nội. Các bạn có thể đặt trực tiếp trên website và các bạn thanh toán đặt cọc theo hướng dẫn trong email ngay sau khi đặt hàng. Và sau đó thì các bạn sẽ nhận được cái tiến độ thông báo hành trình kiện hàng, nó báo liên tục qua email của các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.